Alamata, Đồng Nai, Biên Hòa. Và em hỏi bên kinh doanh chứ em bây giờ giao hàng em không rõ lắm. Chả bét này, chả bét này, nè nè, cái chả này, này sạch, chả này sạch lắm, chả bằng tiêu mà, này à, đâu bét đâu, bét đâu để em test, chả này còn sạch không, này bét đen hay bét trắng, đỏ, đỏ hả, đó, không có, bét, mà ăn cũng nhẹ.
loại đang này hai trái rồi chứ một trái thì tao có sử dụng ba tục đấy bạn. Đây là đây là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quay lại. Cái xô hơi dơ nhưng mà cái nước từ cái ống ra rất là dơ. Từ từ cầm vô đi anh em. Cầm nó trong. Mở nắp trên để cho cầm em đi mở. Rồi, mở đi. Sẵn nước vô. Từ từ vô đi, đổ cái nó chàng. Rồi. Không đàn đâu. Xả cái nhẹ cái được rồi. Xả đi chồng. Nếu cái vệ sinh xả thêm vô trong cái bồn nước chơi cho nó hết cặn bẩn. Rồi tắt ơi. Ok, vệ sinh rất là dễ dàng nha. Vệ sinh vậy thôi. Bỏ ống xuống nha. Trường cái chìa khó mà. Ủa sao cái nước ở bên đây nó không có chảy qua bên này ta? Mà nó cứ động một cái lượng nước dơ đó làm chi vậy? Anh ngửa lại. Rồi, chắc cho tụi em nha, xe này tốt độ để đó. Xe này cũng đi. Mà bệnh đang bà đầy mà. Cho nó lắp đặt xe. Ok chứ.